Vâng, xin giới thiệu các bác là hôm nay em lắp cho một gia chủ một con máy rửa bát màu mận TL9 cực đẹp các bác nhé. Đây, bà chủ rất là xinh gái cười rất tươi. Máy rửa bát này nó có tính năng là rửa sấy khô diệt khuẩn các bác nhé. Đây em con màu mận này thì cực kỳ tuyệt vời, gia chủ rất là ưng. Theo em thì mỗi bác cũng nên sắm cho gia đình một chiếc rửa bát này, thì vì là bây giờ là bệnh miếc các thứ ung thư rất là nhiều. Nếu mà bác nào mà sở hữu được cái này, ăn uống không bị xà phòng trực tiếp vào cơ thể chúng ta, chứ còn dù gì chúng ta kể cả rửa bát bằng tay nhưng nước xà phòng bao giờ nó cũng vẫn còn níu cứu ở trên cái chiếc bát. Nhưng riêng ở cái chiếc máy rửa bát này, đây các bác này, đun nước đấy, rửa riêng các thứ, mỗi khi vào một chiếc máy rửa bát trong một nhà thì em sẽ để cho nó rửa không, cho nó tuần hoàn, cho nó tuần hoàn hết các thứ. Tuần hoàn hết để nó rửa hết một loạt. Con TL9 này thì sản xuất năm 2017 các bác nhé. Đấy, các bác có nghe tiếng nó rửa chưa? Rất mạnh mẽ, rất sạch. Màu này rất sang trọng. Bác nào cần máy rửa bát từ TL1 đến TH thì nhà em có đầy đủ tất cả tính năng. Con TL9 này thì em đang bán là 11 triệu bao năm đặt các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em 0914300368.